Nên chúng ta sẽ xét hàm số y bằng x của 1 trừ 2x trừ 2m x bình cộng 4 m cộng 2 nhân x cộng 1. Đây bây giờ chúng ta sẽ tính đạo hàm của hàm số này. Y phẩy bằng trừ 2 f phẩy của 1 trừ 2x trừ 4mx cộng với 4m cộng 2. Đây, đề bài hỏi là tìm điều kiện m để hàm số nghịch biến trên khoảng 0,1. Bây giờ mình sẽ giải phương trình y phải bé hoặc bằng 0. Điều này tương đương với lại sẽ rút gọn trừ 2 đi và cho sẽ đổi chiều của bất đẳng thức f phải của 1 trừ 2x cộng cho chia trừ 2 đi còn được cộng 2mx. Chia trừ 2 đi là chúng ta được là trừ 2m. Chia trừ 2 đi là chúng ta còn trừ 1. Cái lớn hơn là bằng 0. Vậy với mọi x thuộc trong khoảng 0,1. Bây giờ mình chuyển vế bất phương trình ta được tương đương với lại f phẩy của 1 trừ 2x. Này sẽ lớn hơn bằng. Mình sẽ chuyển bên đây qua vế bên phải. Mình sẽ được là trừ 2mx cộng 2m cộng 1. Bây giờ mình sẽ nhóm lại cái 2m là nhân tử chung. Phải của 1 trừ 2x để yên. Đó là bằng. Bây giờ mình sẽ để 2m làm nhân tử chung nhân cho 1 trừ x cộng với 1. Rồi. Bây giờ mình sẽ đặt là 1 trừ 2x. Mình sẽ đặt cái lõi nó bằng t. Ta phải nhớ là x chạy trong khoảng từ 0 đến 1. Khi x bằng 0, 1 trừ 2 nhân 0 bằng 1. Còn khi x bằng 1 thì 1 trừ 2 nhân 1 là bằng trừ 1. Sẽ là t thuộc trong khoảng từ trừ 1 đến 1. Và chúng ta có cái nhận xét thứ hai đó chính là 1 trừ 2x bằng t. Bây giờ mình cộng 1 vào hai vế và sẽ được là 2 trừ 2x chính là bằng t cộng 1. Rồi bây giờ mình sẽ thế vào bất phương trình sao. Bây giờ đây sao tương đương với lại f phẩy của t sẽ lớn nó bằng. Ở đây có 2 nhân 1 trừ x, mình đã tính ở đây 2 nhân 1 trừ x nghĩa là 2 trừ 2x. Đã tính đây nó bằng t cộng 1. Thế vào đây chúng ta sẽ được bằng m nhân cho t cộng 1 cộng với 1 phải với mọi t thuộc trong khoảng từ trừ 1 đến 1. Chúng ta đổi từ biến x qua biến t nên chúng ta sẽ nhớ đến điều kiện của ẩn t, đó chính là t thuộc khoảng từ trừ 1 đến 1. Chúng ta thấy ở đây đây là một hàm số. Còn ở bên đây là một đường thẳng. Chúng ta sẽ có ý tưởng là tương giao giữa đường thẳng và đồ thị hàm số. Thì bên đây là một đường thẳng có hệ số góc là m, nhưng chúng ta nhận xét như sau. Đường thẳng có hệ số góc m, và nó luôn đi qua một điểm cố định là trừ 1, bởi vì khi t bằng trừ 1 thì m sẽ mất đi, nó sẽ còn số 1 nên nó sẽ luôn đi qua điểm cố định là trừ 1. Đây là điểm cố định. Như các bạn thấy chúng ta đã có được bất phương trình. F' t lớn hơn bằng m nhân cho t cộng 1 cộng với 1 với điều kiện là t phải thuộc trong khoảng từ trừ 1 đến 1. Bây giờ chúng ta sẽ có liên tưởng đây là tương giao giữa đồ thị hàm số và một đường thẳng. Thì chúng ta có đồ thị hàm số y bằng f' x là đường đậm. Và bây giờ đường thẳng m nhân cho t cộng 1 cộng với 1, đây là một đường thẳng rất là đặc biệt, nó đi qua một điểm cố định đó chính là điểm trừ 1 ở đây. Thì đó có thể là một cái đường bất kỳ trong những cái đường màu xanh mình đã kẻ sẵn ở đây. Thì ra có một nhận xét đó chính là f' t lớn hơn bằng m nhân cho t cộng 1 cộng với 1 với mọi t thuộc từ trừ 1 đến 1 khi và chỉ khi đồ thị hàm số y bằng f' t nó phải nằm phía bên trên đường thẳng y bằng m nhân cho t cộng 1 cộng với 1 với mọi giá trị t thuộc trong khoảng từ trừ 1 cho đến 1. Thì mình sẽ suy ra được rằng đường thẳng D đây chắc chắn nó phải tối thiểu đó chính là đường thẳng D1. Rồi sau đó nó sẽ quay quanh điểm này, nhưng nó không thể nào cao hơn được đường thẳng D1 này, vì lỡ khi mà nó cao hơn đường thẳng D1 này thì hàm số này không thể nào đồng biến trên khoảng từ -1 đến 1 được. Bởi vì trong cái khoảng này là hàm số sẽ nghịch biến. Nên là để nó đồng biến thì nó phải nằm phía bên dưới đường thẳng D1. Đường thẳng D1 là đường thẳng cố định đi qua điểm -1, 1 và đi qua điểm thứ hai là điểm 1, 2. Rồi, đường thẳng D1 nó sẽ giảm dần đây đến đường thẳng ngang y bằng 1 thì hệ số góc của nó bằng 0. Rồi sau chúng ta giảm tiếp đến đường thẳng này thì hệ số góc nó sẽ bị âm. Chúng ta giảm âm chứ chẳng giảm nữa. Đây ta giảm đến âm vô cùng. Thì khi mà hệ số góc của bằng âm vô cùng thì đường thẳng đó chính là đường thẳng dựng đứng đây. Đường thẳng đó chính là đường thẳng x bằng -1. Thì khi m đến âm vô cùng thì hàm số y bằng m nhân cho t cộng 1 cộng với 1 thì nó sẽ trở thành đường thẳng x bằng -1. Bởi vì cái hệ số góc nó rất bé đến mức nó sẽ trở thành đường thẳng luôn. Nên từ đây chúng ta sẽ rút ra được một điều rất là quan trọng, chính là khi đó m sẽ hụt trong khoảng từ âm vô cùng và cho đến m1 có giấy dấu bằng, trong đó m1 được gọi là hệ số góc của đường thẳng D1. Ở đây chúng ta có nhận xét đường thẳng D1 nó đi qua điểm, đường thẳng D1 đây nó sẽ đi qua điểm -1, 1 và nó sẽ đi qua điểm 1, 2. Hệ số góc của nó m1 chính là bằng tung độ trừ tung độ 2 - 1 cho hoành độ trừ hoành độ là 1 trừ cho -1 chính là bằng 1/2. Vậy ta sẽ suy ra được là m sẽ thuộc trong khoảng từ âm vô cùng cho đến 1/2 có lấy. Do bài toán hỏi có bao nhiêu số nguyên m thuộc trong đoạn từ -40 đến 40, ta sẽ suy ra được m của yêu cầu bài toán sẽ thuộc trong đoạn từ -40 cho đến số 0. Ta sẽ kết luận ra được là có 41 giá trị nguyên của m. Thỏa mãn yêu cầu bài toán.